Good morning các bạn. Tên mình là Hana Ái Hành Trần, khoa học gia về khoa học xét nghiệm, sống ở Mỹ hơn 40 năm và phục vụ khoa học xét nghiệm 32 năm. Và mình đã hiện bây giờ từ năm 1000 từ tháng 3 năm 2013 đến giờ mình đã theo đuổi cái đam mê của mình là cộng tác với công ty Pharmanex New Skin. Thì hôm nay mình xin chia sẻ một cái đề tài về tầm quan trọng của hệ thống miễn nhiễm và làm cách nào để mình bảo vệ và mình hỗ trợ nó, quý vị nhé. Thì theo như Hội nghị Y khoa Sức khỏe của Hoa Kỳ và một các cái chuyên gia về khoa học miễn nhiễm thì họ có nói rằng nồng độ của chất chống oxy hóa trong máu của mình, trong cơ thể của mình thì nó tỷ lệ với sức khỏe của mình và tỷ lệ tới cái sự sống lâu của mình, tại vì nó bảo vệ hệ thống miễn nhiễm. Chất chống oxy hóa đó, nói mình phải nói thật nhanh nhá, tại vì hôm nay mình chỉ nói tóm gọn về hệ thống miễn nhiễm thôi. Tại sao chất chống oxy hóa nó bảo vệ hệ thống miễn nhiễm? Tại vì nó là cơ thể mình đang bị oxy hóa mỗi ngày. Ok, những chất oxy hóa mình là nắng, không phải là nắng bình thường, tức là trong nắng nó có UVA và UVB mà nó hại cho cơ thể mình. Nhưng mà chỉ khi nào mình ở ngoài nắng mỗi ngày mà trên một tiếng đồng hồ thôi thì nó mới có hại, còn nếu mà dưới 30 phút thì không sao, mình cần nắng đó quý vị nhá. Thì độc tố, những các độc tố như là môi trường độc hại, không khí dơ bẩn, rượu chè, thuốc lá, thức khuya, đời sống thần kinh căng thẳng vì nghề nghiệp hoặc là vì không hạnh phúc trong gia đình làm cho mình căng thẳng, rượu chè, thuốc lá và thuốc tây, tất cả những thứ đó nó oxy hóa cơ thể của mình và nó phá hoại cơ thể của mình hàng ngày, nó phá hoại cái di thể của mình hàng ngày. Và có một cái chất gọi là chất chống lại cái sự oxy hóa, sự phá hoại, tức là sự oxy hóa. Thành ra có cái chất chống lại sự phá hoại, tức là chống lại sự oxy hóa là gì quý vị? Từ rất trong thiên nhiên, trong rau, củ và trái cây thì mỗi ngày mình phải ăn từ 5 cho đến 10 chén mỗi ngày tùy theo cái sự cái môi trường của mình sinh sống và tùy theo cái cách ăn uống hàng ngày có sẵn của mình mà mình sẽ bị phá hoại hay là bị oxy hóa nhiều hay là ít quý vị nhá. Thì có một cái dụng cụ y khoa rất là dụng cụ khoa học, đi nói y khoa thì nó hơi liên hệ tới hợp pháp, luật pháp. Dụng cụ khoa học tối tân nhất trên thế giới hiện giờ và do 15 năm nghiên cứu và hơn 100 triệu đô la mới cho ra cái dụng cụ này, gọi là máy biophotonic scanner. Mà cái máy biophotonic scanner này mình có trong nhà nhưng mà hiện giờ nó đang lưu hành là tại vì mình đang cho một đồng đội mượn để đi đo trong vòng mấy ngày hôm nay. Thành ra mình không có cho quý vị thấy trên mạng được. Nhưng mà quý vị có thể tìm những cái bạn nào mà đang làm cho công ty New Skin, NUSKEN, công ty New Skin, thì những vị đó có cái máy này và họ có thể đo cho các bạn và để cho các bạn biết rằng cái chất chống oxy hóa trong người của quý vị là cao hay thấp. Mà nếu chất chống oxy hóa của quý vị là đủ đó, tức là 50.000, trên 50.000, 50.000 mới cán mức an toàn, thì trên 50.000 và càng gần 100.000 thì càng tốt, càng bảo vệ được cho hệ thống miễn nhiễm của mình. Ok, thì mình nói sơ về hệ thống miễn nhiễm là bảo vệ là như thế nào. Thì có cái máy đó để nó đo, nó biết là hệ thống miễn nhiễm của mình đang ở cái vị thế như thế nào, đang yếu hay mạnh quý vị. Phải trên 50.000 mới bắt đầu an toàn và càng gần 100.000 thì càng mạnh, quý vị nhớ nhé. Rồi quý vị đi tìm các, nếu mà quý vị nào để ý về sức khỏe thì tìm các cái vị nào làm cho công ty New Skin để đo, và cần phải đo mỗi 2 tháng quý vị. Và thường thường các phòng mạch bác sĩ hay là đi khám bệnh định kỳ hàng năm đó quý vị. Nếu mà bác sĩ báo cho mình là chúc mừng bạn, bạn không có bệnh, có nghĩa là trong cái sự thông thường truyền thống hiện tại bây giờ, các bác sĩ chỉ thử máu, tiểu đường, mỡ, viêm B, viêm E hoặc là những cái bệnh thông thường khác. Nhưng mà ngoại trừ một cái mà đi trước, những cái mà chống cho mình tiểu đường, chống cho mình bị cao huyết áp, chống viêm khớp, chống ung thư, chống đủ thứ bệnh trong người mình, là sức khỏe của hệ thống miễn nhiễm, mà chỉ có một cái máy mà không có trong phòng mạch bác sĩ, ngoại trừ các bác sĩ đã làm việc cho New Skin. Chỉ có một cái máy là đo được, và cái đó là một cái xét nghiệm mà quý vị cần phải làm mỗi 2 tháng nếu mà quý vị siêng, còn hơi lười một tí thì làm mỗi nửa năm quý vị nhé. Mình phải theo dõi cái sức mạnh của hệ thống miễn nhiễm của mình, tại vì nó chống cho mình bệnh tật của ung thư, nó quan trọng đến như vậy quý vị nhé. Thì bây giờ tại sao cái hệ thống miễn nhiễm của mình nó quan trọng thì mình xin đi vô đề tài sẵn quý vị nhé. Thì xin chào buổi sáng các bạn, hồi nãy giờ mình quên chào các bạn nào mà đang có mặt trên cái Facebook Live của mình ngày hôm nay. Thì hệ thống miễn nhiễm là gì quý vị?
Nó là ups. Hệ thống miễn nhiễm công dụng của nó đó, nó là một cái network, nó là một cái mạng lưới gồm tất cả những tế bào, chất kháng thể sản xuất một cách thiên nhiên trong con người mình và protein là chất đạm. Ok, thì hệ thống này tế bào kháng thể sản xuất thiên nhiên trong người mình mà những kháng thể nó nổi nó trong máu của mình đó quý vị mà có sẵn và kể cả chất đạm trong con người mình thì đó là hệ thống miễn nhiễm. Nó là một cái hệ thống mà nó gồm những cái thứ đó và công dụng của nó là gì quý vị? Công dụng của nó là nó remove, tức là nó loại bỏ tất cả những cái gì mà thừa thừa và những cái chất gì mà độc cho cơ thể mình đó, thì hệ thống miễn nhiễm nó sẽ bỏ ra cho mình, nó loại bỏ ra cho mình qua cái hệ thống lymph system, tức là hệ thống bạch huyết cầu, hệ thống bạch huyết quý vị ha. Cái đó là cái thứ nhất, nó loại bỏ những cái chất độc và chất không có lợi cho cơ thể mình. Nó sẽ loại bỏ một cách tự nhiên. Cái đó là công dụng thứ nhất của hệ thống miễn nhiễm. Công dụng thứ hai đó là nó bảo vệ mình chống lại các cái sinh vật nhỏ mà làm cho mình bị bệnh như là vi trùng, nấm và virus, tức là vi khuẩn, vi trùng, vi khuẩn và nấm. Ok, đó là công dụng thứ hai của hệ thống miễn nhiễm. Và công dụng thứ ba đó là nó sẽ giết và nó bỏ, nó loại bỏ luôn tất cả những cái tế bào ung bú, tế bào ung thư, những cái tế bào không còn là bình thường và sống trong cơ thể mình mà không có ích lợi, thì hệ thống miễn nhiễm nó giúp mình loại bỏ luôn cái này. Đó là lý do tại sao mà hệ thống miễn nhiễm nó quan trọng đến như vậy quý nhé. Quý vị nha. Thì nếu mà mình không bảo vệ hệ thống miễn nhiễm thì mình sẽ bị bệnh thường xuyên, bệnh đủ thứ bệnh, bất cứ bệnh gì hết, tức 50 thứ bệnh, hay là có những tài liệu mình đọc nó nói gần như là 70 thứ bệnh. Mình sẽ bị một trong vài những thứ bệnh đó nếu hệ thống miễn nhiễm mình không khỏe. Và cái thứ hai là mình không có năng lực để mình sống một cách khỏe mạnh và yêu đời. Thành ra những người nào mà hay mệt mỏi thì hãy coi chừng hệ thống miễn nhiễm của mình bị yếu. Và cái thứ ba đó là cái hệ thống metabolism của mình nó bị impair, tức là cái sự chuyển hóa chất trong người mình đó. Chuyển hóa tức là mình ăn cái gì vô rồi những cái đồ ăn của mình nó phải được chuyển hóa để đổi thành dinh dưỡng cho cơ thể mình. Thì cái sự chuyển hóa trong cơ thể của mình nó sẽ không còn hữu hiệu và do đó đưa đến bệnh tật và ung thư. Và cái hệ thống và nếu mà hệ thống miễn nhiễm không không bệnh á thì mình sẽ bị những chứng bệnh kinh niên, ok, chẳng hạn như là xương khớp, lupus, lupus là cái bệnh mà nó bên trong nó sưng tùm lum, lục phủ ngũ tạng của mình bị sưng, thì nó mình bị đau nhức suốt ngày rồi mình không có năng lượng và mình bệnh như là bệnh giả vờ nhưng mình bệnh thật các quý vị, gọi là lupus, LUPUS á, mình không dịch được tiếng Việt nhưng quý vị cứ nghĩ là sưng xỉa lục phủ ngũ tạng, viêm khớp, bắp thịt bị sưng hết. Và khá nhiều người Việt Nam mình không 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 nhớ là những khách hàng của mình là đàn ông nhưng mà đàn bà bị khá nhiều quý vị. À, tự nhiên một ngày nào đó đi khám bác sĩ thử máu, bác sĩ nói anh bị lupus và họ quay ra họ cầu cứu mình, thì mình cũng ngạc nhiên là xảy ra khá nhiều cho đàn bà và kể cả cho những thanh thiếu niên. Còn mình có một bệnh nhân là 16 tuổi thì cũng hơi ngạc nhiên, nhưng mà nói tóm lại đó là lý do là tại vì hệ thống miễn nhiễm yếu rồi bị sưng thận, bị viêm thận, viêm này viêm kia và bị allergy. Tất cả những cái allergy vô cớ mà bác sĩ không hiểu nổi tại sao mình bị á, rồi cho mình lên dơ thách á, nó là do cái hệ thống miễn nhiễm của mình yếu. Có vậy thôi, đơn giản như vậy. Và da, những cái bệnh bệnh về da, tất cả các loại bệnh về da cũng là do hệ thống miễn nhiễm yếu, như là cái bệnh eczema hay là những cái bệnh gọi là shingle, tiếng Anh, tiếng Việt gọi là dời leo gì đó quý vị, hệ thống miễn nhiễm yếu. Ok quý vị, bệnh dời leo thì vô cùng sợ hãi. Mình có nhiều người thấy cũng bị đó quý vị. Nhá, thì bây giờ mình nói đó là mình nói hệ thống miễn nhiễm và gì và tại sao nó quan trọng cho mình quý vị nha. Thì bây giờ mình đi vô thẳng là làm sao để giữ cho mình khỏe, thì hồi nãy mình cũng mới nói rồi là phải ăn nhiều rau và trái cây. Nhưng mà nếu mình không ăn uống đầy đủ 10 chén và 5 màu, tức là 5 màu trái cây, tại vì mỗi màu nó có một cái chất chống oxy hóa khác nhau để bảo vệ những bộ bộ phận khác nhau trong con người mình. Nếu mình không ăn được thì mình phải hỗ trợ. Thì bây giờ là mình nói xong phần bảo vệ nhé. Thì bây giờ mình nói phần hỗ trợ. Nếu mà mình vì mình làm ngành nail, mình bận khách, mình ăn uống thất thường. Vì mình ngày xưa mình cũng là khoa học xét nghiệm, thì mình trong phòng lab rất là bận. Mình gần như là ăn ngày xưa mình phải ăn ở ngay bàn trước máy computer, tại vì mình không có thời giờ đi xuống cafeteria để ăn nửa tiếng 1 giờ quý vị. Nếu mà cuộc sống của mình nó cay nghiệt tới như vậy, mình không có thời giờ ăn 10 chén và 5 màu và ăn đúng theo để mà bảo vệ hệ thống miễn nhiễm của mình, thì rất mừng cho các chúng mình á là mình có thực phẩm để hỗ trợ. Thì đó là hai cái thực phẩm mà
Bây giờ có một cái thực phẩm chính mà mình nó bảo vệ mình đó là cái lai lai phát nano này quý vị nhá. Và một vài thứ khác, nhưng mà bây giờ mình nói vô cái này là thức ăn dinh dưỡng cho tế bào mình. Tế bào mình phải khỏe, mình không có ăn đầy đủ rau củ thì mình phải ăn cái này để thay thế rau củ của 5 chén và 10 ngày mỗi mỗi ngày để bảo vệ tế bào mình. Nếu mình ăn thiếu rau và thiếu trái cây mà do cái máy biophotonic scanner sau khi nó đo mình dưới 50 ngàn thì mình phải lập tức lên cái hệ thống mấy cái viên thuốc bổ này, vitamin supplement này để mà nó giúp cho mình thay thế rau củ quý vị nhá, hỗ trợ mình nha quý vị. Nhưng mà có tiền thì ăn tươi, hoặc là mình có thời giờ thì cứ ăn rau và trái cây, mà đo trên 50 ngàn thì có thể không cần cái này quý vị nhé. Ok, càng gần 100 ngàn càng tốt, nói đi nói lại tại vì nó quan trọng quá quý vị ơi. Thì bây giờ để hỗ trợ nào, bây giờ mình ăn không đầy đủ, hệ thống miễn nhiễm mình yếu, và mình muốn phòng chống tất cả hơn 50 thứ bệnh, và kể cả ung thư. Ung thư là cái bệnh mà đối với mình nói, theo cái quan niệm cá nhân của mình thôi nha quý vị, và những cái gì mình đã thấy quá lâu rồi, quá nhiều năm nay rồi, là sau 32 năm khoa học xét nghiệm và 5 năm làm việc cho cộng tác với công ty Linskin, mình thấy quá nhiều là ung thư. Thành ra bây giờ với cái cảm giác riêng cá nhân của mình, ung thư là bản án tử hình quý vị. Ok, mình sẽ bằng mọi cách mình phòng chống nó, mình bảo vệ cái hệ thống miễn nhiễm, mình sẽ không để cho mình bị ung thư quý vị nha. Thì đây là hai sản phẩm mà nó bị coi ngược, nhưng mà quý vị có thể hình dung ra, rồi quý vị hỏi những vị nào mà làm New Skin để hỗ trợ nhá. Thì hai cái sản phẩm gọi là Tegreen là đây, cái chai lớn, còn cái chai này là ReishiMax. Ok, sẽ được tung ra thị trường Mỹ và Canada ngày mai, chỉ một ngày thôi, và với cái giá rất là không có mắc. Mình không thể nói rất rẻ được, là tại vì cái chữ rẻ nó làm hạ cấp cái hệ thống, cái sản phẩm của mình. May làm sao mà đây là hai cái sản phẩm mình dùng cả 5 năm nay rồi quý vị, và không bao giờ thiếu. Thì mình có một cái bài nói chuyện riêng về tea cream rồi, nhưng mà hôm nay mình sẽ nói sơ sơ thôi, do đó hôm nay mình nói hơi sâu vào cái này, tại vì cái này là đối với mình không thể thiếu, tại vì mình rất 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 là sợ ung thư. Ông xã mình mất vì ung thư quý vị, ở một cái tuổi rất trẻ, và trong 5 năm phục vụ cho New Skin mình thấy quá nhiều, gần như hàng tuần mình có ít nhất một đội chừng, mỗi một tuần mình có ít nhất đội chừng 5 người gọi vô cầu cứu là tự nhiên phát giác là ung thư, làm gì để dùng cái gì để hỗ trợ mình cô. Thì nếu mà chờ tới ung thư là coi như quá trễ, bản án tử hình quý vị nha. Thì mình nói thẳng như vậy, đừng để bị ung thư, thì có nghĩa là mình phải bảo vệ hệ thống miễn nhiễm. Thì đây là hai cái sản phẩm sẽ được khuyến mãi ngày mai mà thôi. Thì quý vị hãy tìm những bạn nào mà đang làm trên New Skin để mà đặt mua với một cái giá rất là khuyến mãi đó. Đấy. Thì bây giờ mình nói về cái sản phẩm này trước, nó là cái gì quý vị? Nó tên của nó là ReishiMax, là nó làm từ Rishi. Ok, thì nó làm từ nấm Rishi. Thì Rishi cái tên mình nói một lần cái tên hóa học thôi, tại vì trong này có dược sĩ nào mình thấy là dược sĩ Hoàng Lê ha, và các vị khác có thể mình chưa thấy, nhưng mà thành ra mình nói về cái tên của nó, nhưng mà mình nghĩ dược sĩ Hoàng Lê biết hết những cái gì mình nói ngày hôm nay thì chào cháu. Rishi đó, nó là cái tên hóa học của nó là Ganoderma lucidum quý vị, và đây là một cái loại nấm mà rất là quý, ngày xưa chỉ có ở tàu bên tàu đó, là chỉ có những người vua chúa mới dùng được mà thôi, nhưng mà nhờ cái công nghệ của New Skin hiện tại mà mình người bình thường vẫn có thể dùng được với cái giá rất là rẻ, rất là không có mắc. Ok, thì có Rishi đó, cái nấm Rishi là linh chi, người Việt Nam mình có thỉnh thoảng gọi là linh chi, nhưng mà tiếng Anh gọi là Rishi. Thì nấm linh chi của công ty này mình gọi Rishi nha quý vị, tại vì mình đi theo sát cái từ ngữ của công ty để quý vị tập cho nó quen, tại vì linh chi nó có thể là mình dịch sai. Thì cái nấm Rishi này nó có 62 loại, thì là màu màu đen, màu trắng, màu xanh, màu vàng, màu tím và kể cả màu đỏ, nhưng mà cái loại quý nhất là màu đỏ, thì là cái loại này, là cái loại mà công ty sử dụng để làm cho quý vị ha. Rồi. Thì nấm 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 của công ty mình là như vậy. Thì cái nấm này đó nó được được trồng và điều khiển dưới cái 6S Quality Control của công ty mình, qua cái sự khám phá của ông Dr. Yukio Naonai ở bên Nhật từ năm 1971, ở bên Đại học University of Japan, tức là đại học ở bên Nhật. Thì do đó công ty mình có thể tự trồng và trồng trên những cái thân cây thật là lớn, và điều khiển dưới 6 tính chất điều khiển chất lượng cao cấp. Thành ra do đó cái nấm này nó rất là, nó được ba điều là trong sạch là một ha, thì trong sạch có nghĩa là pure đó, cái thứ hai, và vì nó trong sạch cho nên nó an toàn, và cái thứ ba và hiệu nghiệm.
ha, quý vị có thể nó do đó nó được nằm ở trong quyển sách của cẩm nang của bác sĩ. Quý vị nghe, nó cao cấp tới như vậy, tức là nó là dược phẩm bổ sung hỗ trợ cho mình. Ok, chứ nó không phải là thực phẩm nữa. Nó là có tính cách dùng cao cấp tới cỡ như là thuốc tây, nhưng mà nó không có tác hại như thuốc tây. Mình có thể dùng cả đời không có hại được phủ ngũ tạng của mình. Ok, thì cái đó là nấm linh chi đỏ của công ty. Thì công ty mình có một cái công nghệ rất là cao cấp và hữu hiệu mà có thể mà được độc quyền chỉ có công ty Pharmanex New Skin. Nấm linh chi này nó có những cái bào tử. Quý vị thấy cái nấm là cái nó cứng như là cái khúc cây. Thấy không? Thì ở dưới này là những cái lỗ mà có bào tử mà và những cái chất hoạt chất của là nó nằm ở trong cái bào tử, những cái lỗ như này. Ok, thì công ty mình có công nghệ làm vỡ cái khúc cây ở trên này ra để lấy những cái bào tử, rồi trong bào tử là những cái hoạt chất mà nó giúp cho mình. Ok, thì công ty có công nghệ đó để chế tạo, để gọi là crack cái pore, tức là làm vỡ những cái spore, những cái bào tử đó để lấy cái hoạt chất linh chi bên trong và chế tạo ra những cái sẵn những cái viên linh chi này cho mình dùng, quý vị nhé. Thì nó cao cấp tới như vậy. Thì đây là thành phần của linh chi, mình nói thật nhanh. Trong linh chi, trong rishi đó, mình gọi rishi, nó có 5 thành phần. Rishi của công ty này nó có 5 thành phần. Là thành phần thứ nhất là polysaccharide. Thì công dụng của nó là gì quý vị? Gia tăng sức mạnh của hệ thống miễn nhiễm và do đó phòng chống ung thư cho mình. Và gia tăng cái công dụng của gan, tức là cái gan trong người mình, công dụng của nó là gì? Lọc, tẩy độc, lọc đủ thứ, những chất bẩn chất gì nó lọc ra hết. Thì cái này nó làm bổ gan cho mình. Quý vị nào yếu gan, viêm gan, viêm bi, do đó chính vì vậy mà nó giết được những cái con vi khuẩn viêm A và viêm B, tiếng Việt Nam là viêm AB đó, trong người mình, quý vị nhé. Và tất cả các loại vi khuẩn, tức là loại khuẩn, tại vì gan là cái nơi nó lọc tất cả những khuẩn cho mình, thì cái anh này ảnh Rishi này nó hỗ trợ được cái đó, do đó nó giết được A và B và đã minh chứng khoa học xét nghiệm từ mấy năm nay mình làm, quý vị nha. Rồi sau đó nó stimulate, nó kích thích cái sự chiết xuất ra của cái insulin và nó vì vậy mà chống được tiểu đường, quý vị nhớ nhá. Những cái gì mình nói đó là mình đã hỗ trợ hết rồi, mình đã sử dụng gần 3 năm nay để hỗ trợ chính gia đình mình và những khách hàng của mình nhá quý vị. Thì cái chất polysaccharide ở trong cái reishi này nó mạnh tới như vậy. Rồi cái chất thứ hai là triterpene, thì nó nourish the liver, tức là nó làm cho tế bào gan của mình nó khỏe mạnh. Ok, rồi cái thứ hai, cái chất triterpene, cái công dụng thứ hai của triterpene là chống lại dị ứng ha. Thành ra những quý vị nào mà hay nổi mề đay mà dị ứng, mà như con gái mình ngày xưa đó là cứ dị ứng mà mỗi ngày sáng dậy tự nhiên nhìn vô gương cái là thấy cái mắt sưng hộp bụp, cái môi sưng, rồi cái mắt sưng bụp lên, không thấy gì, mặt nó không còn như nó nữa. Nó là cái dân mà nó học, nó chuyên môn nó lấy hạng E, mỗi lần nó bị như vậy nó mắc cỡ quá, nó không dám đi học, nằm nhà ngồi khóc là tại vì biết bữa nay mất bài mất vở. Ok, thì cái này nó hỗ trợ cho những cái bệnh đó và dị ứng đủ loại nữa quý vị. Mình hay dị ứng về hơi mùa thời tiết thay đổi, mình cái mũi mình nó ngạt cứng không thở được, nhiều người bị lắm, thì cái này nó hỗ trợ dị ứng quý vị ha. Và cái thứ ba đó, cái chất triterpene của trong cái reishi của mình á, là nó chống viêm tức là viêm trong người, viêm ở đâu, anti-inflammation là tiếng Anh, chống viêm ở đâu nó chống lại được hết, thì cái đó cũng là hỗ trợ nhiều lắm, là do đó cái bệnh những cái bệnh như bệnh lupus đó quý vị, thì cái này nó hỗ trợ nhá. Rồi 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 sau đó là duy trì cái chất cholesterol trong máu mình, hạ mỡ cho mình nữa quý vị. Duy trì tức là mình phải đừng có ăn mỡ một cách bừa bãi thì mới được, chứ không phải là nói nó giúp cho mình, nói là duy trì đúng hơn, nói hạ mỡ thì hơi quá lố. Thì do đó mình đừng có ăn mỡ bậy bạ, thì nó có thể hỗ trợ cái cholesterol trong người mình đủ để đừng có cao quý vị nhá, và đồng thời nó làm giảm đau nhức. Và do đó các quý vị nào mà bị sưng khớp, thấp khớp, nhức nhối mình mẩy như các vị làm neo mình á, hay bị nhức người, nhức tay, nhức chân, nhức cổ tay và nhức đầu gối á, cái này hỗ trợ quý vị ha, là nhờ nó có chất triterpene. Mình dùng cái tiếng Anh thì quý vị nghe ngờ ngợ thôi, còn nhưng mà khi mình nói công dụng thì quý vị để ý, nhưng mà mình nói tiếng Anh tại vì trong này mình thấy một vị dược sĩ thứ hai hiện lên là Quỳnh Dương đó. Chào cháu Quỳnh Dương nha. Rồi, cái chất thứ ba của ReishiMax là nucleoside. Thì nó chất thứ ba của trong cái Reishi của mình là chất nucleoside, thì nó chống lại cái sự đóng plaque ở trong tim của mình. Plaque tiếng Việt gọi là
cái chất mà mỡ mà cứng ngắc mà nó làm nghẽn ở trong tim của mình và nó chống lại, và do đó nó hỗ trợ tim chống nghẽn tim, chống hớt ác tắc quý vị nhá, hớt ác tắc, nghẽn tim, đúng rồi, ok rồi. Và nó prevent thrombus formation, tức là những cái cục mỡ mà nó đóng ở trong người mình, nó chạy tùm lum ở trong máu. Thrombus là những cái cục máu đông á, mà nó hay nghẹt chân, nghẹt, nó làm cho mình nghẹt chân, nó đóng ở trong chân hay là gì đó mà nó làm cho cái xương tự nhiên phù lên á, rồi từ từ nó chạy bậy bạ, nhiều khi nó chạy lên óc mình, nó làm cho mình bị đột quỵ, hoặc là nó chạy vô tim mình thì nó làm cho mình bị nghẽn tim, cái đó là thrombus quý vị. Thì nó chống luôn, ngăn ngừa luôn quý vị ha. Thì cái này, cái chất nucleoside ở trong cái này nó ngừa cho nghẽn tim là một, và nó ngừa cho đột quỵ là hai quý vị nhá. Và cái thành phần thứ tư của cái reishi này đó là fatty acid, là nó chống cái histamine release, và do đó nó hỗ trợ mình không có bị dị ứng ẩu, tức là dị ứng tùm lum la nha. Thành ra những cái gì về dị ứng nó xong hết quý vị ha, không có bị nữa rồi. Và nó có ba chất dinh dưỡng là amino acid là chất đạm cho mình, và vitamin, và nó có mineral nữa là ở trong cái thành phần này. Thì đó là tổng cộng là 1, 2, 3, 4 chất, rồi cộng với amino acid, vitamin là 7 chất tổng cộng mà có ở trong cái reishi này. Do đó cái hỗ trợ của nó là như thế quý vị, là quý báu tới như vậy nha. Thì bây giờ nói tóm lại công dụng của ReishiMax là nó hỗ trợ tế bào, nó hỗ trợ tất cả những cái bệnh gì mà chống lại, cái bệnh gì mà liên hệ tới hệ thống miễn nhiễm nhiều lắm quý vị, hỗ trợ gan. Thành ra do đó nó đã tiêu trong quá khứ, nó làm cho hỗ trợ và nó làm cho cái tế bào gan khỏe ra. Mà gan là cái hệ thống lọc sạch cơ thể mình lớn nhất trong cơ thể mình là gan. Thành ra chuyện gì mà xảy ra cho gan là mình tiêu tùng quý vị, mặt nám nè, viêm A, viêm B. Nếu mà gan mình mạnh thì viêm A, viêm B nó có nhập mình nó cũng không làm gì được mình. Tới như vậy quý vị nha. Rồi nhiều thứ khác, tiểu đường cũng là do gan không có xong, gan không có tốt nha quý vị. Hỗ trợ gan rất là nhiều. Và hỗ trợ thần kinh nữa quý vị. Hỗ trợ thứ 4 của ReishiMax là nó giúp cho cái chống lại cái hệ thống mất trí nhớ, tức là những cái gì mà liên hệ tới bộ óc mình là nó đều hỗ trợ chống cho những cái sự bệnh tật cho cái bộ óc của mình. Và cái thứ năm, cái hỗ trợ thứ năm là cardiovascular protection, tức là nó bảo vệ tim của mình và nó bảo vệ hệ thống máu của mình để chống thrombus, tức là chống nghẽn những cái cục mà máu đông nó chạy tùm lum trong máu mình mà nó làm sưng chân sưng tay, rồi nó chạy bậy bạ vô tim thì nghẽn tim, nó làm vô đầu hồi nãy như mình nói đó, nó chống cái đó. Thành ra nó hỗ trợ cardiovascular, tức là hệ thống mạch máu của tim nha. Rồi do đó nó hỗ trợ tiểu đường. Bây giờ mình kể cho quý vị một cái chuyện sống, chuyện có thật mà xảy ra cho mình cách đây khi mình bắt đầu dùng cái này. Thì mình lúc đó là trong thời gian mình mới biết New Skin chừng 1-2 năm vậy đó, 2 năm thôi. Thì mình đang nhập vô người mình từng sản phẩm một, và mình có cái tật là mình dùng 1 tháng hay là 3 tháng là trễ nhất là mình đi thử máu để mình coi máu mình có bị tốt hơn hay là hại hơn, để mình biết cái sản phẩm tôi mới nhập là nó không có hợp với mình. Thì cái thời gian mà mình đang bắt đầu ReishiMax này được chừng 2 tuần hơn tháng, nhưng mình không nhớ, chưa tới 1 tháng. Thì mình đi về Việt Nam mình thăm mẹ mình, trong thời gian mình ở Việt Nam á, thì cái sáng hôm đó mình cho người ở trong bệnh viện tới nhà mình để rút máu cho mẹ mình để đi thử như thường xuyên. Cho đó mình không có chuẩn bị để rút máu, tại vì rút máu mình phải nhịn ăn mà quý vị. Thành ra sáng hôm đó mình đã ăn một đĩa bánh cuốn và uống một ly cà phê sữa đá rồi quý vị. Nhưng mà sực có một cái chuyện gì mình nói, ủa mình mới uống ReishiMax mới có 1 tháng, thôi kệ thử đại đi, tại vì ở bên đó khoa học xét nghiệm giá rẻ lắm quý vị. Mình thử thì lúc mà kết quả đi ra đó, cái máu bình thường của mình buổi sáng mà nhịn ăn đó, tức là không có ăn, không uống cà phê sữa đó, thì nó là 90, là rất là tốt, cũng là bình thường, tại vì mình giữa 90 tới 110 là tốt, là bình thường. Mình thường thường là 90 95, nhưng cái đó là khi nhịn đói và không có uống đường nha quý vị. Đằng này sau khi uống xong một ly cà phê sữa đá, một tiếng đồng hồ sau người ta tới rút máu mình, vậy mà khi mà kết quả nó chạy ra đó là mình chỉ còn có 59 là quá thấp. Ok, thì mình mới khoái chí, tại vì mình nói đây là một cái sản phẩm mà có thể hỗ trợ những người tiểu đường. Mình mừng quá, mình hét lên luôn đó quý vị. Lúc đó là đang ở Việt Nam. Ok, thì do đó mình bắt đầu mình dùng cái này. Thì lúc mà mình về bây giờ thì mãi về sau này mình mới đọc thì rõ ràng là nó hỗ trợ hệ thống tiết insulin ra trong máu mình, và do đó insulin mà đầy đủ và được regulate, được thăng bằng, thì tiểu đường sẽ từ từ xuống quý vị nhé, mà minh chứng bằng khoa học xét nghiệm do bản thân mình rồi quý vị nhé. Thì đây là ReishiMax. Ok, thì bây giờ cái độc đáo cái ReishiMax ngoài kia, ReishiMax thì ôi giời ơi,
nhiều công ty bán ReishiMax lắm. Mình thấy mình về Việt Nam mình thấy các vị cứ mua cái nấm, cục nấm cứng cứng ngắc khô queo rồi chặt ra để nấu ninh hầm gì đó rồi uống, cái đó không có bổ béo gì hết quý vị ơi. Là tại vì cái bào tử ở dưới cái nấm và những cái hoạt chất trong cái bào tử đó đã bị giết rồi thì cũng không có bổ béo gì hết mà tốn rất nhiều tiền, tại vì những cái nấm nó mắc. Còn công ty mình có công nghệ crack mở cái bào tử ở dưới ra, và trong bào tử là những cái hoạt chất, thì công ty mình lấy được năm cái thành phần hoạt chất, tức là năm cái thứ bảy cái thứ chứ, bảy cái thứ trong rỉ xi măng mà mình nói hồi nãy, và nó nguyên chất, nó không có bị hư hại gì cả, và nó nằm ở trong những cái viên này để cho mình dùng nha quý vị. Rồi thì là do đó cái nồng độ của cái triterpene á là 6% và cái polysaccharide ReishiMax là 13.5%, nhưng mà cái này thôi quý vị không cần biết à, ha. Rồi nó có clinical study đàng hoàng, có minh chứng lâm sàng đàng hoàng nha quý vị. Sản phẩm này có minh chứng lâm sàng đàng hoàng và nó có tác dụng là gia tăng cái antibody, tức là cái kháng thể trong máu mình một cách tự nhiên. Và cái thứ nhất, cái thứ hai là nó kích thích cái sự những cái tế bào của hệ thống miễn nhiễm mình sinh sản nảy nở trong người mình để bảo vệ mình một cách hữu hiệu hơn. Và cái thứ ba là nó hỗ trợ cái tế bào T cell và tế bào NK cell function, là hai cái tế bào mà giết tế bào ung bướu và tế bào ung thư cho mình, thì cái anh này hỗ trợ. Và trong trong một cái tài liệu mình đọc rất là lâu sau khi cái vụ mà thử máu mà được xuống một cách tự nhiên mà mình vô tình mình khám phá ra trong chính cơ thể mình, thì mình bắt đầu mình đọc nhiều về tài liệu về cái sản phẩm ReishiMax này quý vị. Thì cái à thì có một cái tài liệu mình đọc, mình không nhớ đọc từ đâu, nhưng mà nó đập vô đầu mình và mình nhớ mãi tới bây giờ. Là và do đó mình uống ReishiMax rất đều đặn mỗi ngày 2 viên quý vị nhé. Thì cái công dụng của cái Rishi này á, nó có khi mà nó gặp tế bào ung bướu và tế bào ung thư đó, thì nó hỗ trợ tế bào T cell và tế bào NK, tế bào T và tế bào NK là hai cái bạch huyết cầu ở trong người mình mà, không, nó hỗ trợ hai cái tế bào đó phá vỡ cái DNA là cái di thể của tế bào ung bướu và tế bào ung thư, và đồng thời nó ngăn chặn luôn cái máu mà cung cấp để làm sống tế bào ung thư quý vị. Trời ơi mình đọc xong mình mê quá, mình nói rồi sao mỗi ngày mình đều đặn 2 viên. Bây giờ mình nói sơ về cái ReishiMax xong rồi, thì bây giờ nếu mà ReishiMax mà được dùng chung với Tegreen 97 97 ok, thì đây là một cái hệ thống bảo vệ và duy trì suốt đời cho mình, cho hệ thống miễn nhiễm của mình. Thì đây là hai sản phẩm phẩm mà nó gọi là tiếng Anh, nó gọi là target solution, tức là giải quyết về chống ung thư và chống những cái bệnh mình nói hồi nãy, bệnh tiểu đường, lupus, là hồi nãy giờ mình nói rồi mình không lặp lại nữa mất thì giờ của quý vị. Bây giờ để mà một cái cặp bài trùng mà bảo vệ hệ thống miễn nhiễm toàn hảo, ok, nếu quý vị nào mình hơi tài chánh, mình hơi 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 eo hẹp một tí á, thì mình dùng một cái này, nhưng mà nếu mà tài chánh mình đầy đủ cũng không có mắc hơn bao nhiêu hả. Và cái này á mình đề nghị là phải có trong gia đình, người nào cũng nên dùng, tại vì nó giữ gìn sức khỏe cho mình mà quý vị. Sức khỏe mà còn á thì mình mới đi làm mình kiếm lương, mình kiếm tiền, mình nuôi con cái mình và mình hỗ trợ gia đình mình chứ quý vị ha. Thì bây giờ nói qua cái quan trọng thứ hai của cái hệ thống miễn nhiễm là cái anh chàng Tigreen này nhá. Cái tên của nó đó, tên của nó là Tigreen 97, cái số mà 97 á, nó có nghĩa rằng thì là 97% đó là chất polyphenol mà chiết xuất của trà xanh, mà 65 của cái chất polyphenol đó là catechin. Thì công dụng của ta tại sao thì như vậy là rất là cao quý vị. Thì cái catechin nó có cái đây là công dụng của catechin là trong cái tea green này, thì nó chống cho nó là chất chống oxy hóa mà rất là mạnh, chống lại cái sự oxy hóa để bảo vệ tế bào của mình ha, do đó mình trẻ ra khỏe ra và mình ngừa được bệnh tật và ung thư. Và cái thứ hai đó là nó bảo vệ và bổ tách, bảo vệ cái di thể mà cái cơ cấu đó, kiến trúc của di thể của mình. Di thể của mình là cái tế bào hình xoắn mà nó nằm sâu trong tế bào mình, mà di thể của mình mà có chuyện gì là mình xong, mình không còn là mình nữa, nó là mình đó quý vị. Mình ngày nào mình còn hoạt động, mình còn ích lợi cho loài người, ích lợi cho gia đình mình là nhờ cái di thể mình khỏe mạnh. Thì cái này nó giúp đỡ, nó giúp đỡ cái đó, nó bảo vệ được cái đó. Và cái thứ ba mà lúc mình đọc về Tegreen 97 mình rất mê đó quý vị, là thermogenic effect, tức là cái nó tạo ra được nhiệt và nó đốt mỡ một cách tự nhiên cho cơ thể mình mặc dù lúc mình ngủ. Do đó nó đây là một cái sản phẩm đồng thời cũng nằm trong cái
Slimming SS30, Slimming Solution 30 ngày mà không ai thiếu được nha, nên thiếu. Những vị nào mà làm việc mà ngồi nhiều quá đó, thì cái này nó hỗ trợ mình mỗi ngày mình lên, mình trước khi đi ngủ mình uống 4 viên. Thì có một cái vị PhD người Tàu đó mà cũng là làm cho công ty New Skin, thì cái vị người Tàu này đã research và báo động chia sẻ cho tụi mình biết rằng trong một cái họp mình đi lâu lắm ở trong công ty, 4 viên trước khi đi ngủ thì nó sẽ đốt mỡ bụng cho mình ha, quý vị. Thành ra anh chị nào mà làm cái ngày nào mà ngồi nhiều, như các vị về computer, khoa học xét nghiệm, ngành nail mình big time, ngồi nhiều lắm, thì cái này nó hỗ trợ đốt mỡ bụng cho mình, quý vị nên dùng ha. Thì cái đó là ba cái ích lợi của cái Tegreen. Và cái khác biệt của cái Tegreen này đó là mỗi một viên á, nó bằng 7 cái ly trà xanh, nhưng mà 99.5, 99.5 caffeine free, không có caffeine nha quý vị. Thành ra mình uống thoải mái, không có sợ mất ngủ, nó không kích thích mình và nó không làm hại mình được ha quý vị ha. Rồi và cái Tegreen này nó sạch đến nỗi là ở cái chỗ đó, nó sạch vô cùng là ở cái chỗ đó là nó công ty trồng Tegreen ở trên một cái đỉnh núi ở bên Tàu quý vị ha. Rồi công ty chỉ dùng những lá non, chứ còn lá già là không có làm nha. Lá non là một cái, thứ hai là cái bud, tức là cái nhụy, BUD, bud, cái nhụy của Tegreen và lá non của trà xanh. Ok, mà không những vậy á, cái cách trồng trọt là phải dưới sự điều khiển nghiêm túc chặt chẽ của khoa học gia New Skin, tức là 6 tính chất điều khiển chất lượng. Do đó Tegreen của mình nó khác hẳn với những bao nhiêu ngàn Tegreen ngoài kia, là nó 99.7 phải không ạ? Hồi nãy mình nói 99.5 caffeine free, không có caffeine là một. Cái thứ hai đó là nó làm từ trà xanh non, lá trà xanh non, và làm từ cái nhụy của trà xanh nhá. Và cái thứ ba là được điều khiển dưới 6 cái tính chất điều khiển chất lượng của công ty. Thì nếu quý vị muốn biết 6 điều khiển chất lượng là cái gì đó thì hỏi những cái bạn nào mà làm New Skin á, họ biết hết. Rồi và nhờ cái sự điều khiển chặt chẽ nghiêm túc này, nó tương đương với cái dược khoa quý vị. Nó tương đương với dược khoa, và nhờ vậy cái kết quả là những cái sản phẩm Tegreen và ReishiMax này đều được nằm ở trong quyển PDR, tức là Physician Desk Reference, nằm trong quyển cẩm nang của bác sĩ tiếng Việt. Thành ra bác sĩ nào mà có câu hỏi thì cứ nói thưa bác sĩ, nó nằm ở dưới phần Pharmanex nhá. Nếu mà họ có câu hỏi khi mình dùng, để trong khi mình bị ung thư chẳng hạn, mình dùng cái này mà thì cái này hỗ trợ ung thư, thì mình dùng, thì nếu mà bác sĩ hỏi thì cứ nói nó nằm trong sách cẩm nang của bác sĩ. Thành ra nó cao cấp tới nỗi như vậy, thì đây là dược phẩm bổ sung chứ không phải là thực phẩm bổ sung bình thường quý vị. Ok, rồi và vì nhờ có 6 tính chất điều khiển chất lượng cao cấp, và do đó những sản phẩm này sạch sẽ, tức là sạch tức là pure đó, tức là tinh khiết, chứ phải sạch, cao cấp hơn sạch là tinh khiết phải không ạ? Tinh khiết là một, và vì nó tinh khiết cho nên nó an toàn, mình có thể dùng cả đời, nó không có hư lục phủ ngũ tạng của mình. Ok, và làm sao mình biết nó không hư? Mình nè, mình thử máu mỗi 6 tháng, có khi mỗi 3 tháng. Khi mình ở Việt Nam là mình thử máu mỗi tháng luôn, tại vì bên đó cái hệ thống thử máu rẻ, là mình biết, mình để mình kiểm coi lục phủ ngũ tạng của mình có bị hư hỏng không. Tại vì mỗi một ngày mình uống tổng cộng sản phẩm Pharmanex là 40 viên, thành ra mình luôn luôn kiểm thận và gan của mình. Thành ra mình là bằng chứng sống quý vị, mình 63 tuổi, mình nhiều năng lượng và mình khỏe như thế này, mà mình xét nghiệm máu mình ở bên Mỹ thì 3 tháng 6 tháng, nhưng mình về Việt Nam mỗi tháng luôn nha quý vị. Mà gan, phổi, thận của mình vô cùng khỏe, và cái kết quả máu của mình chứng minh cho mình biết mình là một người đàn bà trên 30 tuổi thôi nha quý vị. Bên trong, bên ngoài có thể già, mình không biết, nhưng mà bên trong là có 30 tuổi hơn thôi, là nhờ những cái sản phẩm này quý vị nhá. Và vì vậy nó hiệu nghiệm, và cái thứ ba là hiệu nghiệm, do đó mình mới nói là trong sạch tinh khiết. Cái thứ hai là an toàn, không có hư lục phủ ngũ tạng của mình, bảo đảm mình là bằng chứng sống, thử máu rồi. Ok, và cái thứ ba là hiệu nghiệm. Ok, thì đây là những thứ mà mình chia sẻ ngắn cho quý vị thôi, nói nhiều quý vị chán. Và nếu mà tất cả những quý vị nào mà nhận được cái bài nói này của mình thì làm ơn liên hệ với cái người gửi cho quý vị bài này ha. Tại vì cái bạn đó biết hết, cái bạn đó sẽ chỉ cho quý vị cách mua sản phẩm này ngày mai với một cái giá cực kỳ rẻ ngoài sự tưởng tượng của mình từ trước tới giờ. Mà ngày xưa tới giờ mình đã xài maybe 3-4 năm nay rồi, và với một cái giá cao hơn rất là nhiều. Thành ra mình cảm ơn công ty New Skin đã hỗ trợ người Việt Nam mình. Tại vì cái này là do sự làm việc của những vị lãnh đạo của nhóm GIVE mà mình được cái giá này, để mua chỉ trong ngày mai thôi nhá. Quý vị tìm những người nào mà gửi cho quý vị bài này để mua cái sản phẩm này. Mình đã có một vị
mà người chồng có vợ là tiểu đường và bụng bự, tại vì tiểu đường mà cái người vợ này ngoài 60 cũng như mình. Thì sau khi mình nói về cái giá và mình nói về công dụng thì cái vị này mua luôn một năm supply quý vị nha. Thì cái này nó tốt, thật sự nó tốt cho những cái vị nào mà mình làm nail nè. Mình làm nail nè, chống ung thư cho mình quý vị. Ung thư là bản án tử hình. Những cái minh chứng mà kích những cái sự hỗ trợ của hai cái sản phẩm này nha. Là đốt mỡ cho mình là một, tức là các bạn đã thấy hình của mình ở trên mạng rồi, cái bụng mình nó nhỏ đi ha, trong vòng có một tháng là ăn Tegreen này. Rồi cái ReishiMax này nó hỗ trợ tiểu đường. Ok, và cái thứ hai và cái thứ ba đó là nếu mà các bạn nào mà bị có khách hàng bị viêm A, viêm B, các loại vi khuẩn, tất cả các loại vi khuẩn luôn chứ không phải viêm A, viêm B, thì minh chứng là đã được bằng xét nghiệm đàng hoàng trước và sau khi dùng thì cái con virus mà A hay B nó giảm đi. Minh chứng y khoa nha quý vị. Với cái ReishiMax này. Được không? Thì bạn nào mà trong quá khứ mà mình nghi mình có viêm A, viêm B đó là phải dùng cái này để mà hệ thống miễn nhiễm mình mạnh, thì mấy còn mấy cái mấy, mình đã bị rồi đó, thì mà viêm B chứ, viêm B là người Việt Nam mình bị dữ dội lắm, có một vài vị ít lắm bị viêm C nhưng mà đa số là bị viêm B. Dù cho bác sĩ mình đi khám xét nghiệm, cái này là mình tiết lộ nha, mình là khoa học xét nghiệm, mình là người trong trong phòng lab mình là làm xét nghiệm về AB và report bác sĩ mà, thì khi mà bác sĩ nói rằng thì là anh không còn viêm A viêm B nữa, không phải là mình không còn đâu, nó còn nhưng mà nó bị tìm ở trong cái máu của mình, nó nằm ở đó nó ngủ á. Tại vì cái khoa học xét nghiệm nó chỉ khám phá ra với một cái nồng độ nào thấp từ cái một cái nồng độ nào trở lên thôi, mà nếu mà dưới đó thì khoa học xét nghiệm không thấy nữa, thì có nghĩa là nó ít đến nỗi mà không còn là nguy hiểm cho mình, với điều kiện là hệ thống miễn nhiễm của mình phải khỏe và để cho mấy cái con vi khuẩn AB đó, A, B chứ không phải là A thì không quan trọng cho lắm, B nó không có thể sinh sôi nảy nổi trong người mình. Ok, và kể cả HPV, cái con hay vi trùng HPV, virus HPV mà trong phái nữ đó, nhiễm trùng cái cổ tử cung của phái nữ đó, HPV đó quý vị, cái đó cái này cũng hỗ trợ luôn nha quý vị. Uống cái này là ngăn ngừa được cái đó, thành ra cho những quý vị nữ trẻ trẻ đó, ngoài 30 hay bị á, không, tại vì bị lây từ người đàn ông hay là gì đó, thì cái này nó hỗ trợ và bảo vệ mình, HPV virus. Ok, ăn rồi mình đi về công ty mình học một tuần, đi ra khỏi nhà quên cái ví. Cái này là kể chuyện chơi nhưng mà minh chứng sống. Mình quên cái ví, mà mình để một cái ví tất cả thực phẩm bổ sung mà trong một tuần để cho mình uống mỗi ngày. Mình đi ra khỏi nhà mình quên đúng cái ví đó, thì chuyện gì xảy ra khi mình về đó là mình bị cảm ngay lập tức, là mình biết là mình bị virus, tại vì bên Utah thì lạnh, bên này thì ấm, thì là mình ngay lập tức mình uống vô 8 viên này và rút và những thứ khác. Thì nói tóm lại mình có cái này trong đó, tại vì mình biết trong đầu mình biết là nó dịch cái con virus mà đang nhập trong người mình, thì chỉ trong vòng mình đi ngủ một giấc, chỉ trong vòng từ 2 giờ trưa cho tới sáng hôm sau mình khỏe lại bình thường quý vị, không một viên thuốc tây. Mình chống thuốc, mình không có thích uống thuốc tây trong người tại vì nó là hóa chất. Rồi còn thí nghiệm hôm qua thì có Dung Nguyễn ở bên Maryland thì có lên có minh chứng rằng cô Dung này, Diamond Dung Nguyễn, cũng có một khách hàng mà đã bị nhiễm trùng virus B và dùng cái này, và khi thử máu bác sĩ thấy hết và bác sĩ ngạc nhiên, bác sĩ bắt anh này thử lại một lần nữa. Thì đó câu chuyện của Dung Nguyễn nhá. Thì mình còn câu chuyện nữa, mình sực nhớ ra là mình có một cái khách hàng là không phải là khách hàng của mình mà là sai lai, một người sai lai của mình gọi vô và cầu cứu với một khách hàng đã bị ung thư óc cách đây vài năm rồi, 3 năm ít nhất. Thì cái vị này đó là lúc đó là phải qua cái hệ thống mổ xẻ và nhiều thứ và bị kiệt quệ cùng cực. Thì lúc mà thấy mình trên mạng thì người vợ gọi vô để hỏi, để cầu cứu dùng sản phẩm Pharmanac, thì mình cho một số sản phẩm như là Lipac Nano. Rồi lúc đó cũng chưa có Youth nữa, chỉ có Lipac Nano, thì mình đưa Lipac Nano với lại ReishiMax này với lại Tegreen đại khái vậy. Thì đây là một vị tiến sĩ, thì cái người đàn ông tiến sĩ người Tàu này đó, họ lên họ đọc hết tất cả những sản phẩm mà họ uống, và cuối cùng lúc mà mình những người bị ung thư đó thì mình luôn luôn đề nghị họ dùng 4 viên đó, thì cái vị tiến sĩ này ông thấy cái giá trị của cái này, ông tự động lên ông lên 8 viên quý vị. Thì độ chừng 1 năm sau hoặc là gần 2 năm mình gặp lại ông ở bên công ty Utah, tại lúc đó người người vợ bắt đầu vô công ty làm luôn rồi. Thì cái ông này ngồi, họ gặp mình, họ kéo mình ấy, rồi mình ông ngồi trước mặt mình nhìn mình ngạc nhiên, tại vì năm trước mình thấy ông xanh xao vàng vọt mặc dù còn sống, nhưng mà bây giờ ông như là một người bình thường, như là chính mình, mà cái mặt ông hồng lên như nào. Cái mình ngạc nhiên, mình nói ông dùng lên cái gì, ông dùng thêm cái gì vậy? Ông nói là ông dùng 8 viên, mình bảo 4 viên nhưng mà ông dùng 8 viên cả hơn 1 năm rồi. Ông biết là nó hỗ trợ ông.
Thành ra mình chia sẻ những cái trường hợp riêng tư này cho quý vị biết nhé. Rồi, thân chào tất cả các bạn nào mà đã lên nghe hôm nay. Và thân chào tất cả nhé.